để bà mua ít ra gạo và ít ra nhu yếu phẩm cho các cháu nhé. Đây là phần quà của nhóm thiện nguyện, nhóm cô Duyên. Đây, tại vì là không có nước uống ấy nên là khi mà mưa thì bà con sẽ căng một cái bạt ra và bên cạnh thì để một cái khuẩy tấu để bà con là hứng nước mưa để dùng luôn. Chào Đào, xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Chào Mai, xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Hiện tại thì chúng cháu đang có mặt tại xã Giàng Chu Phìn. Đấy, hôm nay thì cháu Đào cũng rất là vui được một chị là người dân tộc Mông làm cán bộ ở xã Giàng. Và người chị đấy là cũng làm YouTube, cũng là cùng đam mê với lại các chị em Việt rời mình. Thì hôm nay là các chị em cũng có nhận được một phần quà của cô Catherine. Đấy, cô có gửi về cho cháu Đào là 4.780.000 đồng. Đấy, ở đây thì cô có giúp nhóm mình là 900.000 đồng Mai nhé. Và cô có dặn là mua bánh kẹo cho các cháu là 200.000. Thì hôm nay là cháu Đào cũng là mua 100.000 trước, còn 100.000 thì để mấy hôm nữa đi xóm khác là mua sau. Đấy, ngoài ra là vẫn còn là 3.680.000 đồng. Cái tiền này thì cô có dặn là chị em mình đi mua cho các bé trên này là áo ấm với lại dép. Thì hôm nay là cháu Đào có mua được 20 cái áo phao ấy, có size to, size nhỏ. Và mua được 17 đôi dép cho các cháu là hết 3.680.000. Đây là cũng hết phần quà và quỹ của cô gửi tôi. Hôm nay thì cũng rất là cảm ơn cô, cũng có phần quà dành tặng cho các bé trên này. Với cái thời tiết hôm nay thì thời tiết là cũng là rất là lạnh và buốt. Đấy, hiện tại thì cháu Đào đã bị đau họng một chút các bác ạ, cũng không thể nói được ấm và giọng thì rất là thô. Ở đây là 20 cái áo phao này, có cả size to, size nhỏ nên là cháu có mua chung. Đấy, mua cái này trước và mua 17 đôi dép nữa là hết đi 3.680.000. Đấy là tiền quỹ ngày hôm nay. Đấy là áo thì ở đây rồi. Cái đây là túi to Mai nhé. Còn đây là những cái áo nhỏ cho các bạn nhỏ này. Đấy, nói chung là vào trong xóm ấy thì mình cũng chưa gặp qua các bạn bao giờ nên là mua cả size to, size nhỏ. Đấy, bạn nào to thì mặc cái to, bạn nào nhỏ thì mặc cái nhỏ. Và đây là những cái đôi dép quai hậu. Đấy, các bạn đi học ấy là có thể là cài quai vào để đi, vì là trên này thì đi học là hầu như các bạn đều đi bộ đến trường thôi. Với lại là cái địa hình ấy thì là cũng đường nhỏ và rất là nhiều đá. Đấy, như hôm nay thì thời tiết mưa như này là đi học là có đôi dép quai hậu thì có lẽ là tốt hơn, tại vì là đeo là sẽ không bị tuột, không bị bẩn chân nữa. Đúng rồi, thì là hôm nay là có một chị là cũng sẽ đồng hành với em Đào. Tuy nhiên thì giờ cháu Đào cũng đang trên đường đến thôi, cũng sắp đến cơ sở mà hiện tại chị đang làm việc rồi. Thì mời các cô bác lúc nữa là cùng đón chờ xem chị đấy là ai và hôm nay là có ai đồng hành cùng chị em mình. Dạ. Đấy, giờ thì trao thay mặt cô là trao lại phần quà cho chỗ em Mai cũng như là anh quay phim. Đây, 900.000 thì cô giúp 900.000 là 3 thành viên, mỗi người là 300.000 đồng Mai nhé. Đây, gửi tặng Mai. Rồi. Tại đây thì cháu cũng xin cảm ơn cô Catherine rất là nhiều. Cháu chúc cô là thật nhiều sức khỏe và luôn thành đạt trong công việc ạ. Rồi, còn đây là phần quà của anh Canamen cũng là 300.000 đồng, còn của cháu Đào thì cháu Đào cũng cất rồi. Đấy, cũng gửi lời cảm ơn đến cô rất là nhiều. Cô là một người cô cũng rất là thương bà con trên vùng cao chúng mình cũng như là các chị em trong nhóm. Đấy, cô là cũng luôn gửi gắm yêu thương và luôn xem kênh của chị em mình không sót video nào ấy. Cũng cảm ơn cô rất là nhiều cô ạ. Đấy, hiện tại thì chị em mình cũng đi được một nửa đường do là trời mưa quá nên là vào đến trong này thì cũng khá là muộn rồi. Đấy, tuy nhiên thì về chị gái mà hôm nay có đồng hành cùng cháu Đào ấy, là chị đấy cũng có buổi sáng thì chị cũng giờ hành chính là chị cũng làm việc ở trong xã ấy, là vào sớm thì chị cũng không thể nào mà đưa các chị em đi được. Đấy, ở đây thì 20 cái áo phao với 17 đôi dép thì chị có bảo là ưu tiên cho các bạn mồ côi cũng như là những bạn mà có hoàn cảnh khó khăn trước, còn như những bạn khác ấy thì đã có cho mình 1-2 chiếc áo phao là có thể là mặc đi học được rồi, còn như những bạn mồ côi và những hoàn cảnh khó khăn ấy thì chị cũng bảo là các bé đấy thì là không có đủ quần áo để mặc nên là hôm nay thì cũng chưa biết là sẽ dừng chân ở đâu, nhưng mà vào đến chỗ mà chị đang làm việc rồi chị đấy sẽ đưa chị em mình đi nhá. Đấy, ở đây là một cái hồ treo này. Đấy, lạ nhờ Mai nhờ, cái hồ treo hình trái tim luôn này. Rồi, đây là một cái hồ treo chứa nước. Thế thì khu vực này chị nghĩ là bà con ấy là cũng sử dụng là nước mưa ha. Vâng, nhìn thấy bây giờ thì cái khu vực hồ treo là nước cũng đã xuống một bậc rất là sâu rồi chị nào ạ. Như hôm nay mưa là có thể là mấy hôm nữa là lại có nước đầy. Nhớ mấy hôm trước khi mà chị đi qua đường bên kia là thấy là nước cũng đã cạn hết rồi. Đấy, nhưng Mai đây là bà con làm cúng kiểu này là bình thường chị cũng chỉ thấy một cái dây và một cái dây đỏ, thế hôm nay lại thấy cả cái áo này là ý nghĩa là như nào? Như đây có thể là gia đình đấy là có một oan hồn người con trai, thì sau khi thầy cúng mời thầy cúng đến xem thì thầy cúng nhìn thấy và gia đình bắt đầu là lấy một cái áo cũng như phía bên trong một cái chai nước và bây giờ là ra để giam giữ ở đây.
Đây, như được cây này cũng thế. Đây là cái phong tục của bà con người Mông, phải hỏi Mai thì Mai mới biết được. Đấy, còn bây giờ thì mời các bác cùng theo dõi hành trình ngày hôm nay và thay mặt chỗ cô Catherine cùng đi trao quà cùng các chị em ạ. Đây rồi, hiện tại thì là người bí ẩn đã xuất hiện rồi các bác. Nãy em có giới thiệu đầu video ở bên kia rồi chị ạ. Thì xin giới thiệu với các bác, đây là một người chị cũng là người con của bà con dân tộc Mông trên này. Thì hiện tại là chị cũng đang công tác ở trên xã. Đây là nơi mà chị đang làm việc. Đấy, các em là cũng là vừa mới đi qua vào trong này. Đấy, xin giới thiệu các bác, chị tên là Mỉ và kênh của chị là Mỉ Vlog Hà Giang các bác ạ. Chị là cũng là một người chị là cũng rất là đam mê làm YouTube giống như các chị em trong này. Thì cũng mong là được các ông bà cô bác là qua kênh của chị đấy và giúp đỡ đấy, cũng là ủng hộ các chị em mình đấy. Em Mỉ Vlog Hà Giang xin kính chào tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị cùng toàn thể quý vị ở trên kênh em Đào. Và hôm nay là một cơ duyên. Hai chị em thì nói chung là hai cái người phụ nữ, một người thì là người Mông, còn một người là người Tày em nhỉ? Em người Giấy. Người Giấy. Vâng. Một người Giấy, một người Mông. Thì cũng có một cái đam mê là vì là sức mình cũng rất là nhỏ bé, mình là một cái người sinh ra và lớn lên ở trên một cái địa đầu tổ quốc cũng như là một cái vùng cao nguyên đá, toàn đá và đá. Nên là cũng biết là bà con nơi đây thì cũng là ở những cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Cũng muốn cống hiến cái sức nhỏ bé của mình là một cái cầu kết nối người miền xuôi với miền người, để đem lại như cái tình yêu thương đối với lại bà con như cái mảnh đất bất hạnh cũng như là những cái hoàn cảnh khó khăn ở đây. Thì hôm nay thì em Mỉ Vlog Hà Giang thật sự rất là vui là cũng đã được gặp em Đào cũng như là em Mai ở đây. Thì cũng không biết nói gì hơn, hôm nay thì thật sự rất là vui khi nhìn thấy trên tay em Mai và em Đào đã cần những cái món quà của những cái nhà hảo tân cũng như là quý mệnh thường quân thì đến với bà con xã Gia Chu Phìn. Thì em Mỉ Vlog Hà Giang thật sự rất là hạnh phúc và thay mặt bà con xin cảm ơn tới tất cả quý vị đã gửi những cái món quà rất là ý nghĩa đến với bà con vùng cao nơi đây ạ. Và hôm nay thì thật sự rất là hạnh phúc. Dạ vâng. Chị rất là vinh dự là sẽ được đưa tất cả các em đi vào thôn để đi đến những cái hoàn cảnh rất là khó khăn để trao những cái món quà như này. Và thật sự thì bản thân em Mỉ thì là một cái người phụ nữ người Mông, để làm những cái kết nối yêu thương như này thì là em Mỉ cũng làm được 2-3 năm nay rồi quý cô bác anh chị ạ. Nhưng mà trước đây thì em Mỉ Vlog Hà Giang chỉ làm trong ân thần thôi ạ. Và bây giờ thì hiện đại rồi, thời đại 4.0 rồi thì em Mỉ cũng muốn là ghi lại cái hình ảnh, cái cuộc sống hàng ngày em Mỉ đi đến với lại tất cả bà con cũng như là kết nối những cái yêu thương đến với lại người vùng cao. Thì năm nay thì em Mỉ cũng khắc khao được mấy năm rồi, nhưng mà năm nay thì em Mỉ mới lập cái YouTube được hơn một tháng nay. Thì thật sự là cũng được đông đảo tất cả quý ông bà cô bác anh chị cũng rất là ủng hộ em Mỉ Vlog Hà Giang, để em Mỉ có cái động lực để làm cái cầu nối đến với lại bà con. Thì em Mỉ xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và hôm nay thì rất là vui là được gặp em Đào và em Mai. Và tất cả mọi người, nên là em Mỉ xin chúc tất cả quý vị trên kênh em Đào sức khỏe hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và bây giờ thì tất cả các chị em sẽ đi vào thôn. Và xin giới thiệu với lại hai em là chị thì chị cũng là một cái người Mông ở đây. Và chị là một cái cán bộ hội chữ thập đỏ. Là chị là chủ tịch hội chữ thập đỏ. Thì bình thường thì bên hội chữ thập đỏ ấy là hội chị có cả một cái tháng vì người nghèo, đi hiến máu nhân đạo, rồi là kêu gọi tất cả xã hội hóa đến với lại bà con. Thì thật sự cảm ơn chị nhé, hôm nay đồng hành cùng các chị em. Thật sự cảm ơn tất cả hai em đã mang những cái món quà đến với lại bà con nơi đây. Thì chị sẽ đưa tất cả chị em mình đi vào trong thôn. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà cô bác anh chị hãy đồng hành cùng với lại ba chị em. Chị em mình là giờ hành trình đi vào là còn xa không? Bây giờ là mình đi vào trong thôn Nia Do là cách trung tâm xá tận khoảng 4 km. Vâng. Như chị Mỉ cũng có liên lạc với lại chỗ em Đào trước ấy, thì là chị cũng bảo là ưu tiên cho những bạn mồ côi cũng như là những bạn hoàn cảnh khó khăn hơn những bạn khác một chút. Đấy, thì cũng xin giới thiệu với chị, hôm nay là có phần quà của chỗ cô Catherine có dành tặng cho các cháu trên vùng cao là 20 cái áo với lại 17 đôi dép và một ít bánh kẹo nữa chị ạ. Vâng. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Con mong là thời gian tới thì em sẽ hướng về Giàng Chu Phìn núi đá của chị nhiều nhiều. Và em Mỉ xin nói với lại tất cả quý ông bà cô bác anh chị là xã Gia Chu Phìn là một xã núi đá của huyện Mèo Vạc,
cách trung tâm huyện Lị 8 km về phía đông bắc, và nơi đây thì toàn là núi và đá và là một trong những xã nghèo nhất của huyện Mèo Vạc nha quý vị. Nên là bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy đồng hành cùng ba chị em mình nhỉ. Em giờ thì là có lẽ là chị Mỹ là em ngồi với chị Mỹ, anh Caramel là ngồi với lại em Mai. Ở đây còn một túi kẹo nữa, Mai hãy treo lên xe hộ chị nhé. Đây để chị ôm bao này cho. Đấy, chị Mỹ đúng là một người chị làm cán bộ khác các bác. Đúng rồi, nói như kiểu là thuộc hết rồi ấy nhỉ chị nhỉ. Đây giờ là hai chị em là chị đèo chứ nhỉ? Hay là em đèo? Em đèo à? Rồi thế thì ngồi đằng sau em nhé. Đấy giờ thì mời các bác cùng mấy chị em thay mặt chỗ cô Catherine là đi phát những phần quà cho các cháu nhỏ ở trên này ạ. Giờ thì là chị em chúng cháu cũng là đến nơi mà dừng chân của chúng cháu rồi. Hôm nay thì thời tiết khá là mưa, ấy cũng gọi là người ta hay chúc câu bảo là tiền vào như nước. Đấy, hôm nay là cùng các chị em đi phát quà là trời mưa là cũng là lộc của trời đấy các bác. Đấy, cũng không thấy làm sao cả, vui thôi. Đấy, hôm nay là cũng có phần quà cho các cháu cũng như là được chị Mỹ bên Lốc Hà Giang là đi cùng nên là rất là vui. Đấy, chị Mỹ cũng bảo là đường thì từ đây xuống hả chị? Bây giờ từ đây đi xuống em ạ. Dạ vâng. Để chị xách một túi. À, em xách được mà chị. Đây đây đây. Đấy. Đấy, chị cả đi trước thôi nhỉ. Một người chị rất là năng nổ và vui tính hoạt bát các bác ạ. Vâng, như thế thì rất là tốt chứ sao, lúc nào cũng cảm thấy là vui vẻ. Đấy, chị Mỹ là năm nay là 33 tuổi à chị? 33 tuổi. Đấy, vẫn còn là rất là trẻ rồi. Ôi, trong này là bà con cũng trồng được rất là nhiều rau này. Ở đây là bà con khắp tự cung tự cấp hết. À, tự cung tự trồng cấp. Rau để ăn hết. Vâng. Thấy trong này là bà con là làm ruộng là sớm hơn ở ngoài chị ạ, làm hết rồi. Ở trong này là nương, người ta tranh thủ làm để ăn Tết xong là bắt đầu điệu phân đi là chỉ biết trồng. À, mùa này là bà con cũng không có gì làm ấy, nên là tranh thủ là phát nương để. Như chị Mỹ cũng nói bảo là để sau Tết là chỉ biết việc là điệu phân vào nương rồi là trồng luôn, rất là nhanh. Chị là chị thấy em là một cái cô bé em mà rất là năng nổ. Chị cũng cả thấy là rất là ngưỡng mộ em luôn. Ở gần chị là cuối cùng là cũng được gái em. Vâng, em ở gần chị em cảm thấy là mình có năng lực hơn hay sao ấy, tràn đầy năng lượng ấy. Đấy, tại vì là chị là rất là năng nổ các bác, như kiểu là đang truyền cảm hứng cho chúng em ấy. Vâng, chị là một cái người mà chị sống rất là tích cực. Vâng. Và chị sống rất là năng nổ. Vâng ạ. Em không biết thôi, tại vì sao một cái người mà vừa bận gia đình, có con cái rồi là có đi học à em? Rồi là rất là vất vả luôn ấy. Chị vẫn đi trồng ngô. Vâng. Chị vẫn chăn nuôi mà ấy. Vâng. Chị vẫn làm nông. Nhưng mà chị lại thấy là ôi thì kiếp người thì cũng chỉ một đời thôi. Vâng. Thì chị cũng muốn là cống hiến một cái gì đấy đến với bà con. Dạ. Và trước đây thì cũng có những rất là nhiều những cái đoàn từ thiện thiện nguyện ấy. Vâng. Để ta lên thì chị cũng là kết nối rất là nhiều rồi. Dạ. Nhưng mà chị bảo là ôi tại sao mình không ghi lại những cái hình ảnh, những cái cuộc sống và những cái mình kết nối đến với lại tất cả mọi người, cũng như là để sau này khi mình về già rồi mình ngồi mình xem lại. Vâng, đúng rồi chị ạ. Đi ra kia. Ở bên này mình sẽ đi vào một cái hộ gia đình mà có một cái hoàn cảnh là cái nhà này rất là bất hạnh luôn. À vâng. Chồng của cô đấy mất, xong con trai cũng mất. Vâng. Con dâu thì đi lấy chồng. Nhà này hả chị? Nhà này. Vâng. Bây giờ để lại một đống cháu cho bà nội bà nuôi. Vâng. Thế là rất là khổ. Chị Mỹ là đến cửa là người chưa thấy nhưng mà tiếng là chắc chắn là nghe thấy trước rồi. Không, người mong chị là hay có một đúng cái rồi. Kiên. Vâng. Nên là mình phải gọi thật to, khi người ta trả lời thì là dạ. Mình sẽ được vào. Vâng. Còn ví dụ như mà người ta đứng, ví dụ như chị em mình đứng ở đây mà họ đứng ở kia, như họ không trả lời là coi như là hôm nay mình không được đón tiếp rồi đấy. À, là vâng. Người ta kiên kỵ. Vâng. Em cũng đi khá là nhiều về trên vùng cao là em cũng biết một chút đấy ở nhà. Đấy, như chị Mỹ cũng vừa bảo là đây là một cái hoàn cảnh rất là khổ ấy, là hiện tại là có các cháu đang ở với bà thôi nên là chị cũng đưa vào trong cái căn nhà này đầu tiên trước. Chào em nhé. Đây là một cái hộ gia đình đây là một cái hộ gia đình mà rất là khó khăn luôn, rất là bất hạnh luôn đấy ạ. Cô này là chồng mất rồi, xong lấy con dâu về thì con trai cũng mất, xong con dâu lại đi lấy chồng và bây giờ thì bà một mình bà nuôi mấy cháu hả chị? Nét cho mình nhận chơi cho tụi nít. Bà một mình nuôi hai cháu một cô. Hai cháu một cô. Đấy, bây giờ muốn biết rõ hơn chị. Thì chị em mình vào nhà. Ấy, tại vì là ngoài đây đang rất là mưa. Nhờ. Cái này có phải cái hiên nhà không hả chị Mỹ? Cái hiên nhà mà nhảy thấp thế nhỉ?
nhà rất là khác, vâng. Rất là nhà này gọi là nhà không chưa được kiên cố, là chưa được kiên cố, che bằng một lớp bạt, tuy nhiên thì cái hiên rất là thấp. Đấy. Ui, đây là cách mùa đông bà con trên này chống rét này. Đấy là quay lại những cái bạt, do là nhà cửa thì là cũng bằng gỗ và hở rất là nhiều ấy. Mùa đông thì rất là lạnh nên là cũng dùng những tấm bạt để quay lại. Em chào anh nhé. Vâng, vâng. Hai bé đi học rồi à chị? Hai bé mồ côi đi học rồi. Đây là chú thím của hai bé. Chú thím? Tức là cũng không phải ở cùng nhà đâu phải không chị? Nên nhớ ý chèo kê là chị cho mẹ. Ở cùng nhau luôn ấy. Ở cùng nhau. Thế là hôm nay vào thì hai bé là... Vâng, hai bé cũng đi học rồi. Thì hai bé đấy là cũng là mồ côi ở với bà. Hôm nay thì không thấy bà ấy chị? Bảo là trời mưa bà đi cắt cỏ hay đâu. Bà đi cắt cỏ. Bây giờ thì mưa này là đường trên em núi hết đi. Vâng ạ. Em đào ngồi đi. Vâng, em đào với em hãy ngồi. Dạ, đi. Vâng. Ngồi một chút. Chị đào là bình thường là em thấy là xung quanh vườn thì người ta mới là xếp đá thôi, nhưng mà đến cái ngôi nhà này thì đây xếp đá làm cái bức tường luôn. Bên trên này người ta tận dụng ấy, tại vì là ít gỗ, ít là ván ép bây để giờ bưng. Không có đấy. Cái gì thì người ta phải xếp đá ra. Vâng. Nhưng mà cũng giống như em hay nói đấy, lần đầu tiên là có nhà người Mông là xếp đá như này. Vâng. Thường thường thì người ta sẽ chỉ là xếp gỗ ép hay là... Vâng. Đấy. Vâng. Hoặc là nhà chỉnh tường bằng gạch gì đấy. Nhưng mà đây là nhà chỉnh tường bằng đá mai à? Thế như căn nhà này là bố mẹ là mất lâu chưa hả chị? Ông có nghĩa là chồng của cô ấy là mất trước rồi là... Đến là con trai của cô đấy mất xong cô dâu thì đi lấy chồng. Rồi thì bây giờ là nuôi hai đứa trẻ mà cô. Còn kia là con trai út cũng như là con dâu của cô. Bà chị phải báo. Tối qua em còn chưa nhìn là rõ. Cháu chào bà. Còn rất là trẻ thôi. Cô là bà nội của hai cháu mồ côi ấy. Thế là hai cháu đấy là được bao nhiêu tuổi rồi hả chị Mỹ? Từ miền chưa mất cháu sang đấy nhỉ? Từ miền chưa tôi giàu mua cậu. Có nghĩa là hai đứa trẻ mồ côi thì đứa út thì là 11 tuổi, đứa cả là 13 tuổi rồi. Dạ vâng. Chồng mấy mươi tuổi chồng? Chồng này út thì mua chỉ cháu bé chồng. Năm nay là bà 53 tuổi. Vâng. Thủ di bông thở trẻ chồng? Thấu thủ di bông út lâu cháu chồng mà. Khi chồng mất thì bà 40, cô 40 tuổi. 40 tuổi thế tức là chồng cô là đã mất được 13 năm đúng không chị? Năm nay cô. Chỉ cháu chồng là chỉ cháu bé chồng. Chỉ cháu bé chồng. Chồng mất được 13 năm. 13 năm. Chị Mỹ là một là chị người cán bộ trong này nên là chị cũng nắm rất là rõ về các hoàn cảnh ở trên này. Hôm nay cảm ơn chị rất là nhiều. Còn hôm nay vào ấy là hai bé cũng không có ở nhà. Thế thì chắc là lựa ra hai cái áo để lựa cho bà. Lựa hai cái áo cho bà xong bà sẽ lấy cho hai cháu. Dạ vâng. Một cháu 13 tuổi, một cháu 11. Dạ vâng. Đấy, thế thì là xem là cái nào là vừa nào. Đây là nó. Bà là đi hái rau cải về này. Rau cải mèo, vâng. Để muối dưa. Muối dưa ạ. Ăn với mèn mén rất là ngon. Đấy, để hỏi mùa này không có cái gì ăn thì phải muối dưa thì ăn mới vâng. Ăn. Người em là khá là ướt này. Tuổi áo to hả chị? Đúng rồi. Vâng. Thế thì cái này là hỏi bà xem có vừa bé 11 tuổi không đây này. Không vừa. Chị nhìn rồi ạ. Dạ vâng. Thì hai cháu đấy là chị biết chị trước này. Vâng. Mai trong này cũng có những cái to mà. Cái này là bọc hai túi vàng vì là mưa sợ ướt đấy. Có vẫn có những cái to. Đây. Dạ. Cái này vừa. Tại vì hai cháu đấy là chị hay vào chị Mỹ là gặp qua rồi thì mới biết chọn được, còn như chúng em thì là sợ không vừa. Chúng em. Hồi đó thì nó cho là cho nhà vừa như thế là sao đấy thôi mà. Thế là liệt thì là tôi thì là cả cho tôi phút là cho mình nhựa tôi còn nhẹ nè. Mà ông mua ớt thì mình nhận chùa mà cả ớt cho tôi phút còn cả gì à. Tôi nó là mà ông mua toàn cả sao một cảm tay nhé. Bây giờ thì em bị với lão Hà Giang đang phiên dịch lại với cô là hôm nay có em Đào cũng như là em May đến đây thì sẽ mang những cái phần quà rất là ý nghĩa của cô Catherine ạ. Catherine, của cô Catherine ở bên Mỹ là sẽ mang những cái phần quà đến với lại những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay thì nhà cô cũng có hai cháu mồ côi thì sẽ mang hai cái áo này về tặng cho hai bé. Cái này to quá không chị? Không to đâu, tại vì hai cháu cũng cao. Cao ạ. Chị mua áo lúc cho này nè. Mua áo lúc cho này kìa. Ở từ mình và lò máu mướt đang gần nhau một cận tao nhá. Hôm nay thì hai cháu mồ côi đang đi học. Vì là bây giờ thì đang là chiều, đầu giờ chiều. Vâng. Nên là hai cháu đi học rồi thì sẽ
lấy phần quà của cô Cherry ở bên Mỹ cho bà nội nhận lại, và khi hai cháu về thì xin phép bà bắt tay cô một cái ấy, chúc cô là thật nhiều sức khỏe để chăm sóc hai cháu nhé. Cô cảm ơn em Đào. Dạ vâng. Sót sách những cái áo ấm cho các bạn đi học là đỡ lạnh hơn. Sót sách là tiền mê à, mà mua mua cho tôi cô mình nhỉ. Vâng, được rồi cô ạ, được rồi. Còn có lẽ thì giờ chị em mình lại di chuyển thôi, tại vì là cũng còn rất là nhiều phần quà nữa chị ạ. Vâng, cháu chào cô nhé. Đây là cũng là phần quà của cô Kateri này. Cô cũng mua và đi xóm ấy, là kể cả người già hay trẻ con thì là người ta cũng rất là ít khi được ăn. Đấy là đây của ông dạ. Vâng. Đây ông, đây con để đây nhé ông ạ. Đây. Đây của cô Catherine đó. Vâng, cháu xin phép cháu chào cô nhé. Vâng. Vâng vâng. Chị Mỹ ơi, là vẫn còn là dép nữa. Hôm nay là nhiều quà có tay sách nách mang nên là không nhớ đến nữa cơ. Đấy, không biết là đôi dép này là có vừa hai thanh niên lớn lớn không, tại vì là chị Mỹ cũng bảo là hai bạn đấy thì rất là lớn. Vâng. Có nhà cái khâu đi bộ hủ ở từ mít tú à? Châu thế hả? Đấy, cô bảo đơn này thì vừa này, nhìn này cũng rất là to, dép quai hậu. Đây. Đi bộ hủ, nó nói gì à? Đây cho em này, em trai là bé hơn này. Ít cờ mè đùa, ít cờ lo đùa, một đôi này to, đôi này bé. Vâng. Hai anh em là hai đôi. Vâng. Đấy, giờ chị em mình lại di chuyển thôi. Mà nhỏ nhá. Mà nhỏ giờ cháu là không có tay để nắm tay ông rồi. Đây là một cái căn nhà cũng rất là khổ này. Mưa quá chị nhỉ. Do là hôm nay là trời cũng rất là mưa, nếu mà gọi các cháu lên trên điểm trường để nhận ấy thì là lại vất cho các cháu quá. Nên là các chị em mình là đi để khám phá ngôi làng mới luôn. Đây cũng là lần đầu tiên em đến trong này ấy. Đấy, mưa là chị em mình đi tận nơi luôn, đấy, không gọi các bé lên trên kia nữa. Bây giờ là nhà thứ hai là đi đường nào hả chị? Đường này luôn. Hơi xa nha. Vâng, được chị ạ. Chịu khó nha. Chị đi được là em đi được. Thôn này là có đường đi xuống tận dưới này rồi này. Đường này chắc cũng là mới thôi phải không chị? Đường này cũng mới làm. Mới làm. Đường này cũng ở đường xã hội thôi. Vâng. Đường gọi là đường kết nối yêu thương á. Đường kết nối yêu thương à. Trong này là trồng rau để đi bán hay là tự cung tự cấp gia đình nữa hả chị? Trong này tự cung tự cấp thôi em ạ. Tự cung tự cấp, tại vì là em thấy là bà con trồng được khá là nhiều. Chào con nhá. Em bé mua chị. Đấy, đây, nó thác. Ấy, mai để chị sách. Mẹ nó nhóm đặt cái rồi, nó nhóm có thừa. Hôm nay là nhiều quà quá nên là sẽ đặt tặng xuống đây thôi. Hủ á chị, hủ á mẹ. Vừa đấy chị Mỉ nhỉ. Đây, áo này thì rất là ấm, áo phao. Ôi, nó chó nhá. Đây. Bé mà áo về bảo là cô Mỉ dẫn các cô mang đến nhá. Xong bố mẹ lại tưởng đi mang ở đâu về. Thế con học lớp mấy rồi? Lớp 2 á, con tên là gì? Tên là gì? Belita. Tèm Tú. Tú á? Tên hay thế nhỉ? Đây cất kẹo vào trong túi áo đi thế. Xong rồi đang rất là mưa thì là cầm áo về thôi nhỉ. Đây. Mưa quá. Đây. Ôm về nhá. Đây áo. Đây, những cái áo này là cũng là nhà trường phát phải không chị Mỹ? Đây cái áo đây là áo đây. Của đoàn các đoàn. Vâng. Xin chào nhá. Hà Nội, vâng vâng, đây những cái áo. Hôm nay là mặc quần áo mưa nên là đi là hơi khó chịu phải không Mai? Ngồi đường này là trơn lắm đấy chị Mỹ ạ. Chị là không mặc quần áo mưa nữa là ướt hết người rồi. Về là sợ ốm thôi chị ạ. Mang sách được không? Đưa chị sách được. Trơn lắm. Chắc có lẽ là đi đường này rồi ha. Phải không chị Mỹ ơi?
đây là bà con cày nương ấy, đi lại là tí là mai là đeo dép, có khả năng là tí phải bỏ dép đấy á, cái đất này dính lắm ấy. Dạ. Mưa chị ạ. À, nhưng mà chị nhỉ, dưới này là có phải một thôn khác không? Em thấy khá là nhiều nhà này. À, không. Đều là một thôn Nia Do. Một thôn Nia Do thế. Phụ trách cái thôn này là cũng tập trung khá là nhiều hộ á chị ạ? Vâng, nhiều hộ em ạ. Vâng. Như thế này như kiểu là tập trung của một bản làng rồi đây này. Tại vì là đi những nơi ấy, có nơi là một thôn nhưng mà chỉ có mười mấy hộ thôi. Ở đây là đã hơn mười mấy hộ rồi. Thôn này có 50 mấy hộ. À, 50 mấy hộ à? Vâng. Vâng. Đúng rồi. Sát vách nhau nhỉ. Ồ, đến dưới này là có đường đi rồi này. Sẽ là cái chỗ mà ví dụ như bà con người ta đi hái thuốc nam về bón chân tay này, rồi là cúng bái các thứ, thì sẽ lấy những cái thuốc mà họ đã bón tay bón chân các thứ rồi là người ta sẽ mang về để ở cái chỗ này nè, ở chỗ bên trên này, hốc đá. Hốc đá bên trên là còn để những cái để cây ngô. Còn ở dưới này là thường thường là người ta phải chọn những cái nơi như thế để người ta cất để người ta để đi ấy. Vâng. Nó một cái nó tả lỏ. À, dưới này này. Chân nha chị nha. Chân luôn á. Chân lắm, may mà hôm nay cháu Đào đeo ủng các bác ạ. Đấy, nên là đi là như kiểu là đóng đinh rồi. Mai bây giờ sợ mỗi mai rồi. À, con chào bà. Chào bà. À. Giới thiệu với em Đào, như là em mong là một cái hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Ông mất, con trai của bà cũng mất, và hiện tại thì con dâu thì đi lấy chồng rồi. Bà khát nuôi chào từ mình nhận chuột đi. Bà khát nuôi ba đứa trẻ một cô nhá. Ba đứa trẻ một cô. Vâng. Đấy, vào nhà bà một tí nhỉ. Như chị Mỹ nói qua là các bác có thể nghe thấy thôi, là bà thì hiện tại là gọi là trụ cột gia đình, cũng như là đang làm bố làm mẹ của các cháu một cô, vì là bố mất và mẹ đi lấy chồng. Đấy, bà đang ăn nấu món gì hả bà? À đâu để con xem một tí nhá. Bà luộc khoai. À, luộc khoai. Khoai lang. Khoai lang. Khoai lang tím. Khoai lang tím. Và xếp bao? Chưa chín. Chưa chín. À khoai lang tím. Khoai lang vâng, tím. Khoai lang tím. Bà đang luộc khoai. Vâng. Tại vì là chị bảo với em bảo như này này. Dạ. Mùa này là mùa đông ấy. Vâng. Ở trên này thì không có gì ăn. Vâng. Thì là ngoài những cái mè mé với rau dưa, rau chua với lại rau cải ra thì là không có cái gì để cho các cháu nhấm nháp. Vâng. Thì là các bà sẽ đi ra nương để đào khoai lang cũng như là khoai khoai củ rong, củ rong. Vâng. Củ rong khoai sọ về để luộc một cái nồi như này để cho các cháu nhấm nháp ấy. Kiểu không có bánh kẹo, cũng như là không có như cái sứa hoặc là bánh kẹo hoặc là những cái khác cho các cháu ăn thì bà sẽ dạ vâng, con cảm ơn bà. Đấy, bạn này là có phải là bạn đang ở với bà không hả chị? Đúng rồi. Đây có một bạn gái đấy. Em ra đây nào em, đấy ra đây. Bạn này là đứa bé này là bé cả. À bé cả. Đâu em ra đây. Ui xinh gái nhỉ. Hôm nay em không đi học à? Em có, em học lớp mấy rồi? Lớp 9. Lớp 9, em tên là gì? Mai. Mai á? À, Mai giờ đang ở với bà thôi đúng không? Thế còn hai em của em là hai em trai hay hai em gái? Một trai một gái ạ. Một trai một gái, hai em đấy học lớp mấy rồi? Con trai thì học lớp 3, con bé thì học lớp 2 ạ. Lớp 2, ui thế là bạn... Mai học lớp mấy rồi con? Út là còn rất là bé. Con học lớp 9 rồi à? Rồi. Thế xong là hôm nay con đi về đúng không? Đấy thế thì... Hai em đang đi học đúng không? Đi học. Đấy, như nãy chị Mỹ cũng bảo ấy, là trên này thì bà con là nhấm nháp bằng củ khoai thôi, vì là ăn những ăn vặt đấy, gọi là ăn vặt của các cháu bé trên vùng cao thật sự là cũng rất là hiếm, tại vì là cũng không có tiền để mua ấy, nên những phần quà như này và những cái áo khoác thật sự là rất là ý nghĩa. Đây Mai nhỉ, phải Mai không? Đây em thôi ấy, chắc là chị tên là Đào đấy, quà của cô Kateri nhá. Đây, để cho hai em nữa, hai em đang đi học ấy. Đâu rồi, để ở đâu được nhỉ? Đến đây đi. À, đến đây à, tại vì là còn hai em đi học nữa, một trai một gái. Đấy, bé trai thì học lớp 7 rồi, còn bé gái thì đang học lớp 2 thôi. Đấy, còn rất là nhỏ. Đấy, chị để đây, lúc nữa hai em về là bảo hai em nhé. Đấy.
Đây. Thế là mai là lạnh này, là chị thấy em chỉ mặc mỗi một cái áo phông với lại một cái áo dài này là có lạnh không? Không, không lạnh á. Nhưng mà các chị là đây này, mặc 3-4 lớp rồi nhưng mà vẫn cảm thấy rất là lạnh. Đấy, hay là em không có quần áo để mặc? Không có à? Thế thì hôm nay là đây, em ra đây xem mà thử cái áo nào vừa thì là lấy mà mặc nhá. Đây, em lấy cho cả hai em nữa. Đấy. Cắt bánh. Đây. Bé May cắt bánh này, bé May rất là xinh gái. Bé May năm nay mấy tuổi rồi con? Gọi con được nhờ. Con của cô Mỹ 16 tuổi rồi. Gọi con là cháu là gì đấy nhỉ? Con năm 13. Đấy, bà ơi, con mời bà. Dạ. Đấy, con chúc bà là thật nhiều sức khỏe bà nhé. Người bà là năm nay được bao nhiêu tuổi rồi hả bà? Năm nay là bà 75 tuổi rồi. 5 tuổi rồi, vì là hàm răng của bà ấy là đã dụng hết rồi. Là chết cho tụi tôi tụi ta gì tụi nhá mù chết chị. Chụp tới chúng nhỏ cỏ chụp lo cho chụp lo chụp nhá lo điện thiệt chị chú à. Bà đã bảo tính cháu xem là ông thì mất rồi. Vâng. Xong là con trai của bà cũng mất, bây giờ bà một mình nuôi ba cháu một côi. Vâng. Đấy, thế thì tìm cho Mai ấy là cái áo ấm, tại vì là lên lạnh là cũng Mai cảm ơi. Thấy là bạn ấy rất là lạnh rồi, không thể thả lỏng bản thân mà là cứ để hai tay đằng sau cho đỡ lạnh ấy. Đó, có dạ. To không em? Có chị ạ. Có. Quần áo này thì em mua là cả trai cả gái đều mặc được chị ạ. Mua như này thì miễn là ấm là được. Vâng, không biết lấy này vừa không? Ừ, chắc là vừa. Mừng không? Để cháu mang cái màu đỏ này chị. Thử để chị dạ. Cái màu đỏ chứ. Vâng. Bé đào lại chứ. Em đào lại chứ như lồng vào. Đấy, ướt chị ạ. Đấy. À. Này bé Mai vừa không? Cái như này là đẹp nè. Màu đỏ hơn là màu vàng. Em bé lớp 2 chứ chắc là vừa đôi này nhỉ chị? Lớp 2. Đấy, cái này để cho em gái út nhá. Mai biết nghe mà đúng không? Để cho em gái út này. Còn một đôi nữa là cho em trai. À vừa mà. Ui vừa luôn. Dạ. Vừa. Ui chết rồi Mai ạ. Để cô Mỹ thử mặc cho con nha. Biết cô Mỹ không? Cô tôi phải xem đến nó rồi này. Bao chụp bao. Chụp bao hả? Bé số ngày đi học nên là bé không biết. Rồi đây. À đây. Đấy. Ấm hơn chưa? Ấm rồi à? Thế là Mai mặc những cái này đi học nhá. Đấy, còn là bây giờ là tìm một cái cho em trai lớp 7 và một em lớp 2 nữa đúng không? Đây, đâu ở nhà Mai nhỉ? Đây, đấy, dép này là cho em trai nhá. Còn là dép này là cho em gái học lớp 2 này. Đây, đấy, chị để ở đây nhá. Đây, xong này Mai cầm đi. Đấy, tại vì là không có chỗ để đặt xuống. Đấy, xem là Mai là chân là vừa đôi nào nhỉ? Cái này là những đôi dép, đây vừa đôi này không? Em vừa không? Để chị... đây em thử xem nào. Cái này là đôi dép quay hậu nên là có thể là nín thôi bà. Bà đang khóc là bà rất là lo rồi, bà cũng già rồi và còn ba đứa cháu. Trời chị lo tai cho chị cho đúng không? Chị giỏi chị quá. Mai ơi, đây là cái ví của chị đâu nhỉ? Đây. Hôm nay đến với lại một hoàn cảnh thì thật sự là cũng rất là bi đát, rất là đau thương. Bà thì năm nay là 75 tuổi rồi, tuy nhiên là vẫn còn lo cho ba cháu mồ côi nữa. Đấy, bà là đang làm cha làm mẹ của các cháu thì cháu Đào cũng đang cầm quỹ của các ông bà cô bác ấy. Thì tiện đây là cháu cũng thay mặt nhóm thiện nguyện của cô Duyên ở Canada là trao lại cho bà. Đấy, bà tên là gì ạ bà? Bà chúa. Vâng, đây con gửi lại bà để bà mua ít ra gạo và ít ra nhu yếu phẩm cho các cháu nhé. Đây là phần quà của nhóm thiện nguyện, nhóm cô Duyên và thiện nguyện nhóm thiện nguyện và cô Duyên ở Canada bà. Bà đã nói là cảm ơn tất cả nhóm thiện nguyện ở bên Canada đúng không em đã? Vâng ạ. Và bà đã nói là cảm ơn tất cả nhóm cô bác anh chị ở bên Canada và cái phần quà rất là ấm áp thì Tết này chắc là bà cũng như là ba cháu một cô sẽ có một cái phần nào vâng. Sẽ đỡ hơn cho vâng, cái vâng. Tết.
Đấy, cô Duyên và nhóm thiện nguyện Canada thì có gửi cho em là quỹ người nghèo ấy là 2 triệu đồng. Thì hôm nay là em cũng trao lại cho bà để bà là mua bao gạo cho các cháu ấy, là còn lại dư lại bao nhiêu và tiêu bao nhiêu thì cháu xin phép ghi lại ở trên màn hình để cô bác anh chị cùng nắm rõ hơn ạ. Chị đã bây giờ là bà năm nay 75 tuổi rồi thì cũng là một cái trăn trở để bà rất là thương rất xót, tại vì bà cũng già rồi nhưng mà còn ba đứa cháu mồ côi cũng còn bé nên là bà thôi bà cố gắng nhé, con chúc bà thật nhiều sức khỏe để lo cho các cháu ạ. Rồi đấy, còn bây giờ là đâu rồi, mai tìm được hai cái áo cho vừa may không không á, bé quá à, đấy để đổi đôi khác nhé. Thế vừa cái áo này không? Vừa. Trong thôn này là các bạn là toàn lớn lớn nhỉ chị Mỹ nhỉ? Đấy. Các bạn lớn lớn. Thế cần cái này cho em lớp 7 không? Lại là một em gái lớp 2. Đây, đôi này to hơn này, Mai ạ. Đấy, thế là hai đôi của hai em là ở đây, đôi của em cũng ở đây luôn nhé. Đấy, đây là đôi size to hơn. Đấy. Đây là ba đôi dép mà ba chị em nhà Mai đấy để đi học. Cái này vừa em lớp 2 không phải Mai, em gái ạ. Lớn hơn một tí đúng không? Đấy, cái này đắt vừa đấy mày ạ. Đây đây, cái này lớn hơn mà. Cái này to hơn. Đây, cái này là cho em bé lớp 2 nhá. Cái này là bạn trai lớp 7. Em cầm xong rồi tí các em về là cho các em mặc nhá. Đấy, rất là lạnh. Đây, còn cái này là tiếp tục là lại mang đi những bé khác. Đấy, hôm nay là không gọi các bé lên trên đường mà chúng cháu đích thân xuống tận nhà ấy, thì mới biết được hoàn cảnh của các cháu là như thế nào. Chứ còn nếu mà gọi lên trên đường ấy, thì là các bé lên ấy, thì mình cũng chẳng biết là các bé nhà đâu, cũng chẳng biết là hoàn cảnh như thế nào. Đấy, hôm nay thì cũng cảm thấy là rất là xứng đáng và rất là vui vì là chị em mình được đến tận nơi và trao quà cho các bé. Đấy. Mai cầm cái ô chị Mỹ đây để vào đây luôn. Đây là cũng xong ở đây rồi. Ồ, má bà nhớ ở chơi rồi tụi cho mình rồi nhá. Vâng, con chào bà. Vâng, dạ. Po nhớ. Mà nhớ po. Thưa quý ông bà, cô bác, anh chị cùng toàn thể quý vị, hôm nay thì em Mỹ cũng rất là muốn. Tại vì em Mỹ là người ở đây thì em Mỹ cũng rất là muốn là đưa em Đào cũng như là em Mai đi phát quà cho tất cả những cái hoàn cảnh khó khăn ở thôn Niên Do này. Nhưng mà do là em Mỹ có công việc đột xuất, mọi người gọi về để em Mỹ có đi thôn khác để giải quyết một cái số công việc của em Mỹ mà em Mỹ không tiện nói ở đây. Thì em Mỹ sẽ gọi trưởng thôn ra để dẫn em Đào cũng như là em Mai đi phát quà cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Nên là có lẽ là em Mỹ xin chào tất cả quý ông bà cô bác anh chị tại đây. Và lát nữa là chị em mình đi lên trên kia thì sẽ có anh trưởng thôn, dạ, gọi là anh thôi, cũng trẻ bằng tuổi chị thôi, dạ, dạ. Thì sẽ đưa các em đi nha. Hôm nay thì thật sự là lần đầu tiên chị em mình có duyên để gặp nhau, nhưng mà chị cũng rất là ngại, cho chị xin lỗi. Tại vì công việc của chị thì nhiều lúc không được như ý muốn. Bất chợt như vào những cái ngày làm việc như này là bất chợt là ngoài ý muốn đấy, ngoài ý muốn là chị có công có việc là chị lại phải đi rồi. Nên là em Mai cũng như là em Đào sẽ đi phát quà, xong là chị sẽ hẹn lại hai cô nàng của chị vào một cái ngày gần đây nhất. Chị em mình sẽ lại đồng hành để đi kết nối yêu thương đến với bà con nha. Em cảm ơn chị nhiều nhé. Hãy hết sức hiểu cho chị. Em cảm ơn chị nhé, đồng hành cùng hai chị em từ đầu. Tại vì là chị muốn đi từ đầu đến cuối luôn, nhưng mà sau công việc thì lúc nãy thì chắc là hai em cũng để ý là điện thoại chị cứ reo liên tục. Vâng, là chị phải về. Chị bận thì chị cứ về trước em nào, hai chị em mình là. Xin chào tất cả quý vị nha. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trên những nội dung tiếp theo trên kênh của em Đào. Và bây giờ thì quý vị hãy đồng hành cùng với lại em Đào cũng như là em Mai đi trao những cái món quà còn lại của cô Terry ở Mỹ đến với lại tất cả những mạnh đời cũng như là những hoàn cảnh khó khăn nha quý vị. Vâng, em chào chị ạ. Vâng. Hôm nào chị em lại tiếp tục đi với nhau nhé chị nhé. Đây cho chị nào. May quá là bọc nhiều túi nhá. Rút kinh nghiệm lần sau đi xóm là đeo giày vào. Ngáp phục phát. Thôi tự là vô ích cơ. Một được con ếch to. Thôi chị ạ. Bị đau không ấy? Làm cái cầu nối như này thì chị nói thật sự với em là phải thật sự đam mê. Không đam mê. Không đeo giày vào trơn lắm. Đây. Trơn ngày mai khác phục phát. Ôi dồi ôi.
Lần sau đi giày nhá. Vâng, hôm nay là đi đường trần quá, hai chị em đi trước đi. À, thưa tất cả quý vị, và bây giờ thì mấy chị em đã lên, đã từ giữa kia lên đến trên này rồi thì bây giờ đây là bác trưởng thôn ở Nia Do. Dạ. Bác sẽ đưa các em, kiểu bác là người ở đây thì bác sẽ biết là những cái hoàn cảnh nào đặc biệt khó khăn và cần giúp đỡ. Vâng. Thì bác sẽ gọi các, nếu mà giờ này các cháu học sinh đi học rồi thì bác sẽ gọi các bậc phụ huynh. Dạ. Ra để nhận cái món quà của cô Terry. Vâng. Ở Mỹ về cho các con. Dạ. Nhá. Vâng, anh tên là gì ạ? Anh Dính. Anh Dính ạ. Vâng, anh Dính, anh trưởng thôn ở Nia Do. Thì giờ là chị Mỹ là cũng đi có công việc bận một chút, thì là chị là đồng hành cùng em Đào với lại em Mai, là có anh Dính. Vâng, anh Dính là sẽ đi đồng hành cùng. Thế là chị bận là hôm nào hẹn hôm nào là chị, vâng, em mình lại gặp nhau nhé. Có công việc đột xuất rồi thì dạ. Cô mong hai em sẽ hiểu cho, vâng, chị. Vâng, em hiểu mà. Vâng, vâng. Là có gì thì chị em mình sẽ đi cùng nhá. Dạ vâng. Cháu đưa hai chị em đi phát quà cho, cháu gọi 15 hộ gia đình mà có con mà nhà khó khăn ấy, nhá. Cháu sẽ biết đúng không? Xong là cháu gọi xong là ra xong là đưa hai em đi phát quà nhá. Rồi, cố gắng vì bà con mình một tí, dù là trời rất là mưa nhá. Dạ, cố gắng nhá. Em cảm ơn chị Mỹ nhá. Vâng, em cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn chị. Vâng, vâng. Thì về hẹn gặp lại nhá. Vâng, hẹn gặp lại nhá. Chị em mình sẽ gặp lại vào một cái gì gần vâng, vâng, em hẹn gặp lại chị vào một ngày gần nhất ạ. Vâng. Đấy, giờ là sẽ cùng anh Dính, anh chủ thôn là cùng nhau đây để chị xách nhiều đồ quá. Vâng. Vâng, vâng. Nhà này bọn em vào rồi anh ạ. Vào rồi. Nãy cùng chị Mỹ vào rồi. Nhưng mà mấy cái nhà kia khu vào kìa. À, bên kia là chưa. Nãy giờ chúng em vào đây xong là lại xuống dưới kia. Vâng. Đường này đi đường này hết à? Vâng, đường này mà chưa đi. Nãy đi đường đất dưới kia anh ạ. Vào nhà này trước rồi. Ờ vâng, vào nhà này vào rồi. Thế anh Dính là nhà ở đâu anh? Ở trên này luôn à? Vâng, đấy, vào những nhà khó khăn, ưu tiên các bạn khó khăn hơn ấy. Cái này là lên nhà của bà con hả anh? Vâng. Ô, này là đây là xe cũng không lên được đâu nhỉ, toàn đường toàn đá này. Xe chỉ đến dưới nhà thôi. Ở đây là một cái điểm trường này. Mầm non. Ui, càng lúc càng mưa to nhỉ anh nhỉ. Ôi dồi ôi. Đi cái đường dốc thẳng đứng cái này là mệt thật nhỉ anh nhỉ. Cái bậc thang rất là dốc này. Đi được một đoạn là mệt. Mệt và nóng. Bây giờ mình đi nhà nào anh? Đi hai cái kia. Hai cái kia không đi cái nhà này. À. Mấy cái nhà gỗ con sáu. Vâng. Dưới này anh? Vâng. Mày khó đấy. Càng lúc càng mưa to. Nóng chưa Mai? Nóng chưa? Rồi ạ. Rồi. Không phải nóng mà kiểu mặc quần áo mưa xong mưa cả ngày ấy, ẩm ẩm ướt ướt vậy. Có lẽ là nhà này đó. Bên ngoài là rất là nhiều củi này. Cây ngô. Nhà này anh? À, chào chào em nhá. Ui, đang nấu cơm à. Ui, mưa quá anh ạ. Quay là tập xuống đây thôi. Thế nhà này là như nào anh? Là hộ nghèo. Hộ nghèo. Là ông chồng chết. Ông chồng chết. À, tức là bây giờ là còn mẹ với lại các con đúng không? Thế. À, đấy. Đây là con à? Đấy, con em về đấy. Không biết là em hay là chị. Lon đi đó. Lon đi. Ốp bê hô đi chả? Chỉ chăm mua mà.
chỉ trả một tiền mà. Con lúc bé này. Ăn bé hóa chưa? Thằng đúng mông chứ mà. Thằng đúng mông à? Chị trai mà. Chị. Hỏi tiếng mông cũng không biết tên là gì á? Ăn bé chị à? Ăn chị bao? Một bé ba thị Dìa. Dìa. Vàng thị Dìa. Dìa chứ. Thế Dìa năm nay bao nhiêu tuổi? Qua hai đợt sông à? Ông hai đợt sông. Qua cái cao chị sao á? 18 tuổi. Chắc là 18 tuổi. Em bạn này cũng chưa biết là mình sinh năm bao nhiêu ấy, chưa nắm được ấy. Thế là đây là con cả anh phải không? Vâng. Thế là con gái, con gái của nó. Con gái. Thế là có bao nhiêu chị em nhà này? Nhà này có hai chị em. Hai chị em ấy, bạn này là 18 tuổi này. Thế còn một bạn nữa là bao nhiêu tuổi? Một bạn đi học. Đi học. Đang đi học trường Thái Nguyên. Thái Nguyên. Thế là có lẽ là xem nào, có cái nào vừa. Tại vì bạn này cũng lớn rồi, lớn ngang em Đào rồi. Thế còn em Đào đi mua quần áo cho các bạn nhỏ ấy, thì cũng chỉ có những size mà bằng này thôi, bằng này trở xuống thôi. Còn cái đỏ nhưng mà không biết có vừa không ấy. Vâng. Em thử xem nào. Dìa. Bây giờ là chị em mình đang ở ngoài lạnh và trong căn nhà này là quần áo của chúng mình là bây giờ là bốc hơi. Mai bốc hơi luôn thật nè. Mai bốc hơi luôn. Đấy, các bạn trên này là cũng không có áo để mặc ấy, rất là ít. Đấy, em thử mặc xem nào. Ủa? Có vừa không? Ồ, theo chị thấy là hơi ngắn rồi á. Ngắn không? Mè mè á? Mè không? Mè không? Vẫn được, vẫn được. Vâng. Ôi, vào trong thôn này hầu như là các bạn mồ côi ấy là lớn hết rồi. Đấy, không có những bạn nhỏ nhỏ nữa, quần áo bé là còn chưa phát. Đây này, còn toàn những bạn mà... Thì nó lên trên mấy cái nhà hộ nghèo nghèo khó khăn nhất mà học sinh. Vâng. Mà bố mẹ nó vẫn còn thanh niên nhưng mà thế là nó không ít đất và ít đất ở, ít đất nhà hơi bẩn, nó xấu. Vâng. Đấy. Hơi xấu á. Thế là đây này, còn một bạn này, em trai bảo đi học ở Thái Nguyên ấy thì là trao cho chị thì có lẽ là cũng để lại cho em một cái đi, tại vì hai bạn đấy cũng là một cô hết đấy. Đấy, mai thì xem là cái này có vừa không? Cái này có vừa. Mua đó mai xe. Hay liệu rồi ta chế phút nữa nhé. Đây. Còn dép nữa kìa mai. Là bạn này lớn không vừa thì là nếu không vừa thì là để bạn khác thôi, tại vì là không thể mua đúng hết các size được. Cho nên cô chào. Quà của cô Catherine nhá. Đây chắc là rồi, chắc thì em mình lại di cư đi nơi khác thôi nhỉ. Bạn này thì hơi xấu hổ. Rồi đấy, cố lên nhá. Tay rất là lạnh tại vì là mùa đông trên này rất là lạnh ấy. Bạn nắm tay là vâng. Đây anh đi trước đi, chúng em không biết đường. Anh dính. Em đang nấu cơm này. Đấy, giờ này là nấu một nồi rau cải, chảo rau cải chưa ăn cơm. Ba anh em à? Vâng. Em chào chị. Dạ. Có ba bạn đi học rồi à? Có từ tí lò nữa. Tí lò nữa từ mùa đây này. Nó vào đấy nhiều khác nhở đi mà. Nhớ hả chê hả? Là tôi chú tỏa bây giờ xuất sinh là mò tỏa tỏa nhiều. Thế nhà này là có ba con hả anh? Nhà này có ba con. Ba con lớn chưa? Đây để... làm ni lò mình chiếu này lâu. Làm ni à? Ừ. Ê, thì ớt tụi mình nhớ lo. Cái này to đấy mày. Thế đây, cái này có vừa không? Cái này cho cái đứa bé. Đứa bé. Đây. Nó mềm mềm gì? Ít lúc mềm. Nó tù. Đây. Một đứa đang ngủ, thế là bốn đứa đúng không? Phải cho đứa con gái. Phải bốn đứa không? Bốn đứa. Đây, thế là ba cái ở đây rồi này. Cái này vừa không? Đâu còn vào có một bé gái, cái này có vừa không? Bé gái thì cái đỏ. Thế bây giờ là bạn nào? Cái này hơi to bé à? Cái bé cái này to quá mày, để lại thì lúc nữa bạn nào lớn lớn thì của bạn đấy. Hết áo rồi à? Đây đây anh trưởng thôn đang cầm mà. Đây đây anh để em
Ní ní ní. Chị là mẹ à? Mẹ các bé à? Cái này hãy bỏ đi, xong lấy cái đỏ với bé này, đứa bé này có 1 tuổi. Ừ, thế là đủ rồi đúng không? Xin cho xanh à. Đây còn những cái này là những cái dừng lại. Chị em lại cho vào đây rồi mang đi tiếp. Đấy, có size to size nhỏ hết mà. Đây bảo là có một bé gái ở đâu này Vương. To quá. Cần đi hụ chứ hụ. Túi mi size nè. Ly mà chị mua rồi, chị hụ mà chị mua, hụ mà đấy còn không vừa thì là để bạn khác đấy. Được chưa? Đây, đây, đây. Tại vì là vâng vâng. Đây đây, nhà này cũng có các bé đây, à, cô này. Phút mình nhuộn à? Được phút mình nhuộn à? Có vẻ là các bà trên này rất là ngại máy quay nhỉ? Khi mà các chị em mình cầm máy quay vào là các bà là rất là rụt rè. Đây, chị cho các bé. Vâng. Quà của cô Catherine nhá chị nhá. Cô Catherine anh ạ. Cô ở bên nước ngoài cơ. Vâng. Dạ. Nên lùng vào đây cho đỡ ướt nhỉ? Vâng. Anh em mình xin phép thôi. Cháu chào cô nhá. Em chào chị ạ. Vâng. Vâng. Đây cũng là một cái căn nhà mà anh bảo là thuộc hộ nghèo, ấy cũng là rất là khổ, khó khăn. Đấy, giờ là nhà nào tiếp à? Anh Dính. Đây là nhà chính là hộ nhà bố đứa trẻ, bố đứa học sinh. À. Biết là trong này còn mấy cái áo nhỉ Mai nhỉ? Đây vẫn còn một túi, đây một túi nữa này, nhưng mà. Xin chào các cô nhé. Nó thạ, nó thạ. Đây, các cô không có áo thì là có kẹo ở đây rồi. Hả? Nhà các cô ở đâu ạ? Nhất đi hả? Đây. Đây cô. Các cô lạnh quá là cuốn cái khăn kín hết mặt. Đấy, còn bạn là cái gì nhỉ? Bạn là Dìa là có rồi. Nãy cũng là đưa cho ở trong nhà rồi. Này để những bạn khác nữa. Anh trưởng thôn là trẻ nhỉ anh nhỉ? Anh sinh năm bao nhiêu? 90 ạ? Ồ, còn rất là trẻ. Anh có mấy cháu rồi? Hai à? Thế thì anh lựa lấy hai cái về cho cháu ấy. Thôi, mỗi anh một cháu đi học ở trường nội trú. Còn chú Miền Bắc á? Dạ. Ồ, thế thì còn một cháu ở nhà ấy, tìm một cái về cho bé đấy. Một cháu... còn một cháu gái học ở trường cấp 2. Cấp 2? Ờ, thế chắc là lớn lớn rồi ha? Vâng. Ôi, đường này xấu quá. Đường này xấu quá. Cái tầm đá này là bà con có xe chắc để dưới này hết à anh nhỉ? Ở đây là xe là để dưới đường này, còn người thì đi bộ lên. Nhà này nhìn cũng rất là sơ sài này, được lập bằng những cái tấm tôn. Chắc cô ở nhà với sao ấy? À có. À, em chào chị ạ. À, tôi cho à, em mở đi chứ, từ mẹ là tôi, thì là à, có bao lần cho mình à, ok, u nửa mươi còn thao hết còn, bây giờ bà cho tụi mình dùng này qua, chọn nhẹ. Bây giờ chị là có mấy con à? Có 4 con ạ. 4 con, ui rồi, thế chị sinh năm bao nhiêu mà đã có 4 con rồi? Thế không cần đâu chị ạ, không cần đâu, không cần đâu. À, chị sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 1997. 97 à? À, vẫn còn rất là trẻ tự nhiên là. Đấy, chị về đây đứng, chị em đứng gần nhau không sao đâu. Không ngại đâu. À, chị em đứng gần nhau không có bầu được đâu, đừng sợ. Ấy, thế là có 4 con đúng không? À, đây là con út của chị à? Bé được 2 tuổi chưa? 1 tuổi thôi. 1 tuổi à? Thế thì anh Dính ấy, anh trưởng thôn cũng bảo là nhà mình rất là khó khăn. Thế thì hôm nay là em cũng có thay mặt chỗ cô Catherine là đến trao cho bé mỗi bé một cái áo nhé. Ui ơi, lên từ dưới kia lên là thở không được rồi anh ạ. Cái này là vừa luôn này chị. Ốc hồ mới nhiều là ni lỏ. Nó hồ được có hồ.
Cái này bé hơn này. Đây cái này bé hơn. Đây cái nào bé hơn? Cái bé hơn. Cái kia vừa cái đứa hai, cái đứa ba. Ừ. Đây con, mặc vào đi cho đỡ lạnh. À, nó á. Cái lạnh này là mẹ thì mặc áo thì ấm rồi nha các con ấy này, áo rất là mỏng này. Đấy, 4 à. Như anh bảo là cái này là vừa cái đứa thứ ba của chị đấy. Đứa thứ ba. Vâng. À, đây. Tức là bé lớn hơn bé này ấy. Ừ. Đâu còn là cái này là vừa bé nào không? Vừa bé nào không anh? Cái này ấy. Cái này được cô đứa 2. Đứa thứ hai à? Đứa thứ hai à? Ừ, đây có hai cái, một cái nữa, một cái cho đứa lớn nữa. Đứa con trai lớn ạ. Con trai lớn. Học lớp mấy rồi anh? Lớp 3 rồi. Lớp 3 rồi. À, lớp 3 thì chắc là cái này rồi. Ừ. Con trai mà nhỉ đúng không? Vâng. À, cái này đi. Đây. 4 cái. Nhà chị tên là gì ạ chị? Hả? Ope hôm đi chả? Tên là Sông Thị Xúa. À, tên Xúa, chị Xúa. Đấy, mặc vào cái là nhìn ấm áp hẳn luôn nhờ. Đấy, đây là còn là của ba bé đi học ấy, là chị cầm xong lúc nữa các bé về là cho các bé mặc nhé. À. Ừ, sao ấy, sao ấy. Ừ. Ồ, rồi cho chị ấy, rồi phô bé từ Vinh Nhu một cần tay nhé. Cảm ơn chị nhá. Cảm ơn cô Catherine. Cảm ơn cô. Ăn gì nhỉ? Cảm ơn cô Catherine. Cảm ơn cô Thekeli. Thekeli luôn. Đấy, vâng, cũng là cảm ơn cô Catherine rất là nhiều. Đấy, đây không biết là vừa bé nào không? Dép thì còn hủ từ từ chứ hủ. Vừa hai con đi học không? Có hai cô gái rồi. Đấy, vừa bạn nào không ấy? Tức là con của chị có bạn nào chân vừa đôi dép này không ấy? Cho mình nhỏ. 4 tuổi. 4 tuổi, đấy thì cho các bé đi học ấy. Cami Potao. Đây. Nãy mai ngã là bị dính nước mưa. Đây. Đây là bé thứ tư rồi. Rồi còn một bé đi học nữa mai ạ. Đơn này là cho học sinh lớp 3. Thế em để đây nhá. Đây. Là đang cất đồ. Vé học hay OP chị tiền đi hả? Xúa là. À, đấy con. Xin nhá. Đây cũng có mấy bé đi học không ở nhà ấy đây. Đây. Mình nhá, chị nhá ở trên này. Ít chạy ốc thương mà ô, nhiều quá. Chắc là để lên giường thôi mai ạ. Đấy, à, chị đang là bé con nữa ấy. Chắc có lẽ là chị em lại à. Vâng. Vâng, dạ. Ui, chị nói tiếng phổ thông tốt nhỉ? Vâng, nói rất giỏi. Thả lũ cho chị hay ngó. Thấy không? Ừ. Ông một cần ta chỉ muốn. Cả tạ tí chưa? Ờ, học với lớp 9. Học với lớp 9 nói tiếng Anh rất là tốt này. Vâng, em chào chị nhá. Cảm ơn nhá. Dạ. Hôm nay là đi từng hộ một luôn nên là có lẽ là nội dung cũng khá là dài nhưng hơn những hôm khác ấy. Thế thì anh em mình lại cùng nhau đi lên trên này. Đấy, như anh Dính cũng bảo là trong này thì rất là nhiều hộ nghèo. Tuy nhiên thì anh cũng đưa các chị em đi những hộ nào mà thật sự nghèo nhất thì anh mới đưa đi. 48. Một thôn có 48 hộ nghèo á. Ôi giời ơi. Bà con còn rất là khó khăn. Đây chỗ này không bao giờ được ra ăn ở ăn. À, chị ăn mèn mén thôi à? Không bao giờ có. Vâng. Đi vào thôn có tiền mình mới mua được. Vâng. Quá nhỏ. Đấy, qua đâu vào đây? Ngay đường đi lên thì rào hết vào ấy còn con chỉ tua đây tôi chỉ tàu bàn này bị nặng tay à. Vâng. Úi dồi ôi, đường ngay đây mà đi vòng một vòng luôn đấy, vòng cả nhà hàng xóm luôn. À, chào, xin chào nhá. Ui, đây cũng có hai bạn rất là bé này. Nhà mình ở đây hả chị? À, đây là con của chị á. Ui, chị sinh năm bao nhiêu mà đã có hai con này rồi? Chị 20 tuổi rồi. 20 tuổi? 203, còn tuổi chị em mình ấy chị. Đấy là có hai đứa con rồi này. Mai, trong đấy có ấy để chủ động đi Mai. Vì là cũng còn đi khá là nhiều nữa nên là đến đâu có em bé thì chủ động lấy ra luôn ấy.
bây giờ đi qua nhà bên dưới, qua hai bạn nhỏ không cho bạn đấy cái nào thì cũng thương, cũng tội ấy. Cái trên này thì nói chung là nhà nào cũng như nhau hết thôi. Hả? Ná mẹ. Anh xin chị ạ. Nè, ná. À. Thế chồng chị đi đâu ấy? Chồng chị ấy? Đi làm rồi. À, đi làm rồi à? À mấy mẹ con khác ở nhà. Ê. Ui, em bé này được mấy tuổi rồi? 3 tuổi rồi. 3 tuổi, thế còn em bé này? 2 tuổi rồi. 2 tuổi à? Úi, vừa đẹp luôn này. Thế lấy chồng được bao nhiêu năm rồi? Lấy chị biết rồi. À không biết à? Rồi. Đây cái này đây. À đây. Đây. Ôi, cái này còn to hơn cả cái kia mai ạ. Cái này thì cũng to ngang nhau. À, to ngang nhau à? Thế là những cái bé này cũng là đưa cho nhà bên dưới. Luôn đi mua mình chỉ lo ấy. Bên bạn này cũng đang mặc trên mình một cái áo khá là to này. Ấy. Thế lúc nữa em bạn đổi nhá, lấy cái này đổi cho chị này, cái này đổi cho em, tại vì cái này to hơn một chút nhá. Đây. Này, ốp túi ốp hả? Ít chả ốp mà phút nữa nhá. Đây, ít đây, đôi dép bé này chắc vừa đây chị đã. Hai đôi vừa luôn đúng không? Ốp cỡ 6 phút nữa nhá. Đây, hai chị em mỗi người một đôi dép bé xinh xinh này. Vâng. Ngại ấy. Tua mà, chín chai. Hai tay con. Ốc chai tè. Ốc chai vút nữa. Đấy, mẹ cầm cho nhá. À, xin chị. Vâng. Chuẩn biến xin cô à? Hả? Chuẩn biến xin cô còn bé quá. Vâng, chào bà. Chào bạn nhá. Nghe nói là 20 tuổi thì cũng bằng tuổi thôi. Trên này hình như là bà con hứng nước này Mai ạ. Đây, tại vì là không có nước uống ấy nên là khi mà mưa thì bà con sẽ căng một cái bạt ra và bên cạnh thì để một cái khuẩy tấu để bà con là hứng nước mưa để dùng luôn. Đó. Cửa bên này. À, cháu chào cô nhé. Mình nhỏ nhỏ chưa chị nhỏ à? Bự đó. Ngủ rồi. Đi học rồi à? Nhà này là có mấy bé anh? Ba đứa con gái, học sinh lớp 5 tuổi, lớp 2, lớp 3. Trong này thì cũng còn 3 cái áo luôn chị ạ. 3 cái áo à? Thế là không biết là lớn hay to, cho này cũng chỉ có 3 cái thôi, anh ạ, lại hết rồi. Đấy. Đấy, thế thì là đây. Hủ bếp tụi thấy á. Hai đứa lớn. Đây, cái này cũng khá là to này. Đấy, nhưng mà áo phao thì mặc rộng hơn một chút mới đẹp. Như cháu Đào là các bác để ý là thông tin. Đây, cho Mai xem đôi dép nào vừa không? Còn không thì chị em mình lại cầm về và tiếp tục những hôm khác là mang đi xóm khác. Thế cho mình thấy mà. Ba đứa con này. Cho mình thấy mà. Chào má. Cho dép này kia. Anh thử thôn là nhìn cái là biết vừa hay không luôn nhỉ. Thế rồi thì to. Em bảo là anh bảo là người các cháu là như nào là anh ước chừng được hết rồi. Ước chừng được hết nào. Đây là phần quà của cô Catherine nhé. Ít được không nhé, phải u do là cô ta cho mình giáo. Nè, đang đi cho. Nó có mà. Thế cái này chị chưa bảo là nhà chị là có con gái thì cái này thì cái này là con gái con trai đều đeo được hết mà. Mình trai cháu tức tao, mình trai cháu tức tao. Mà nhá, phút đàn tao này rất xinh. Cô bảo lấy nhiều ngại đúng không? Đấy, tại vì nhà cô là cũng khá là đông con. Đây, con mời cô ăn ít bánh. Là để ở đâu được đây? Đấy. Giờ là vâng. Không có chỗ nào để rồi. Đấy, còn hôm nay thì anh trưởng thôn là cũng đi cùng các chị em cũng là rất là vất vả. Đấy Mai, đưa cho lấy túi về đây. Đấy, chia ra tại vì là lúc nữa sợ đi đường cũng còn gặp các cháu ấy. Anh trưởng thôn là không có quà gì cho anh rồi anh ạ. Lớn hết rồi ạ. À? Vâng, thì anh cầm ít bánh về nhá. Em cầm một ít theo để lúc nữa gặp các cháu thì cho các cháu. Còn lại là đây anh, cầm ít bánh về ăn.
anh đấy, anh cũng là đi cùng các chị hai đứa kia vẫn là đi học anh. Thì anh với vợ anh ăn đây anh tí này này dạ cảm ơn anh nhá. Hôm nay cũng là đi cùng các chị em thì bây giờ là phần quà của cô Catherine ấy là anh em chúng cháu là cũng thay mặt cô là trao lại cho các bé hết rồi đấy, còn bây giờ thì có lẽ là anh em mình lại trở ngược lại ngoài kia và chúng em thì cũng xin phép anh là chúng em đi ra ngoài mèo vạc thôi. Cảm ơn anh nhá, anh Dính. Được, hôm nay thì mình trẻ thôn thì sẽ cả cô ca Tracy là cô nay có cả nhiều áo và nhiều dép mà về cho các cháu của cái thôn Nezo này rất là khó khăn và rất là phức tạp, các anh chị lại đi bộ lên trên gần hơn 2 tiếng nữa. Thì rất là cảm ơn, hôm nay mưa rất là mưa to nữa thì rất là cảm ơn cô Catherine nhiều nhá. Hôm nay rất là hẹn là gặp lại tiết xong là cảm ơn các chị các em xong hôm nay là kết thúc tại đây tại nhà đây là nhà cuối cùng. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ. Đấy các bác, còn có lẽ là nội dung này thì chúng cháu cũng dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn tất cả các ông bà, cô bác đã luôn đồng hành cùng cháu Đào để mang những phần quà đến cho các bạn nhỏ trên vùng cao cũng như là giúp đỡ bà con còn khó khăn ở trên này. Đấy, cháu Đào xin chúc tất cả các ông bà, cô bác, anh chị là luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và luôn gặp được nhiều điều may mắn. Còn bây giờ thì cũng hẹn gặp lại tất cả ông bà, cô bác ở những nội dung tiếp theo thôi ạ. Xin chào ạ.